Đội tuyển Việt Nam vừa về nước, VFF triệu tập gấp huấn luyện viên Chelsea ra quyết định sa thải, người hâm mộ choáng váng. Sau một hành trình đầy cảm xúc nhưng không mấy thành công tại Asian Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước vào trưa nay 25 tháng 1, đánh dấu sự kết thúc của một kỳ giải đấu mà trong đó đội tuyển không thể hoàn thành mục tiêu được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đặt ra vượt qua vòng bảng. Không lâu sau khi đặt chân về nước, VFF đã ngay lập tức triệu tập huấn luyện viên Philippe Chaussier để tiến hành một cuộc họp khẩn. Tại buổi làm việc này, VFF đã yêu cầu huấn luyện viên Chaussier giải trình về công tác huấn luyện cũng như kết quả thất vọng của đội tuyển tại giải đấu lần này. Việc không đạt được mục tiêu cùng với cách thức quản lý và chiến thuật của huấn luyện viên đã đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về khả năng dẫn dắt của ông. Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Asian Cup 2023 bằng thất bại nặng nề trước đội tuyển Iraq đánh dấu một kỳ Asian Cup không mấy thành công với việc toàn thua cả 3 trận. Ghi được 4 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 8 bàn. Thống kê đáng quên này không chỉ phản ánh về mặt kết quả trên sân cỏ mà còn về tình hình nội bộ và sự ổn định của đội tuyển. Đặc biệt, Việt Nam lần đầu tiên phải chia tay Asian Cup ngay từ vòng bảng với không điểm sau 3 trận toàn thua. Hệ quả của điều này là sự tụt hạng đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA khi đội tuyển Việt Nam rơi xuống top 105 với việc tụt 11 bậc. Ngoài ra, việc nhận hai thẻ đỏ và hai phạt đền sau 3 trận là số phạt đền và thẻ đỏ nhiều nhất của đội tuyển Việt Nam tại một kỳ Asian Cup càng làm tăng thêm sự chỉ trích và đặt câu hỏi về sự quản lý và chiến thuật của huấn luyện viên Chelsea. Theo thông tin từ VFF, khả năng huấn luyện viên Chelsea vẫn sẽ giữ vị trí dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là một phương án đang được xem xét nghiêm túc. VFF nhấn mạnh rằng việc sa thải huấn luyện viên Chelsea ở thời điểm hiện tại không phải là quyết định thích hợp, đặc biệt khi xem xét đến các yếu tố như chi phí hợp đồng, tìm kiếm phương án thay thế và thời gian chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Để tìm một huấn luyện viên có đẳng cấp và kinh nghiệm phù hợp, VFF phải đối mặt với không ít thách thức từ chi phí đầu tư cho đến thời gian tìm kiếm và thích nghi. Huấn luyện viên Chelsea hiện còn hơn 2 năm hợp đồng với VFF và việc chấm dứt hợp đồng trước hạn có thể khiến đội tuyển Việt Nam phải chịu số tiền đền bù cực lớn, ước tính lên đến hơn 2 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh tài chính không mấy dễ dàng và sự ủng hộ từ các nhãn hàng không như kỳ vọng, VFF phải cân nhắc mọi quyết định một cách thận trọng. Với khoảng 2 tháng chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, thời gian không đủ để một huấn luyện viên mới có thể xây dựng lại từ đầu. Thay đổi huấn luyện viên vào thời điểm này có thể mang lại nhiều rủi ro, thậm chí còn lớn hơn việc tiếp tục kiên nhẫn với huấn luyện viên Traoré qua hai trận đấu sắp tới. VFF cũng thông báo rằng số phận của huấn luyện viên Traoré sẽ được quyết định dựa trên kết quả của đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới đây. Nếu đội tuyển Việt Nam không thể thể hiện được tiến bộ và kết quả tốt, VFF có thể sẽ không còn lý do để tiếp tục duy trì hợp đồng với huấn luyện viên người Pháp. Trong mấy ngày qua sự tranh cãi diễn ra về tương lai của huấn luyện viên Chelsea. Không ít ý kiến muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải lập tức sa thải huấn luyện viên Chelsea, giống Thái Lan dứt khoát chia tay huấn luyện viên Poking sau trận thua Trung Quốc. Nhưng có điểm khác biệt lớn là Poking chỉ còn vài tháng hợp đồng với Thái Lan, trong khi huấn luyện viên Chelsea còn hơn 2,5 năm do VFF ký 3,5 năm. Điều đơn giản nhất có thể thấy là tiền đền bù hợp đồng khác xa nhau. Tuy nhiên chuyện quan trọng nhất là câu hỏi liệu Việt Nam có thể thắng Indonesia trong hai trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026. Nếu đánh giá Việt Nam có thể thắng Indonesia thì VFF cần tiếp tục trao cơ hội cho huấn luyện viên Châu Sier. Đây là việc cần làm. Việt Nam có lợi thế hơn Indonesia 2 điểm sau hai trận ở vòng loại World Cup 2026. Kết quả thuận lợi trước Indonesia giúp Việt Nam rộng cửa đi tiếp dù có thua Iraq. Trường hợp thứ hai là nỗi lo về kết quả bất lợi trước Indonesia. Trận đấu lượt đi trên sân Mỹ Đình có ý nghĩa đặc biệt, Việt Nam không thắng Indonesia thì dễ thua ở trận lượt về. Ai cũng hiểu, sân nhà của đội bóng xứ vạn đảo có rất đông khán giả và áp lực vô cùng lớn. Thành tích đối đầu Indonesia của huấn luyện viên Jea thực sự đáng lo. Việt Nam thua Indonesia 0-1 và lần đầu bị loại ở vòng bảng Asian Cup, đó không phải trận thua đầu tiên của huấn luyện viên Jea trước đội bóng xứ vạn đảo. Nhà cầm quân người Pháp có đến 3 lần thua Indonesia gồm Qatar thua Indonesia 1-2 Asian Cup 2004, U23 Việt Nam thua U23 Indonesia 2-3 SEA Games 32 và Việt Nam thua Indonesia 0-1 Asian Cup 2023. Lựa chọn dứt khoát sa thải huấn luyện viên Châu Siêu hay chờ đá Indonesia? Đây chắc chắn là câu hỏi hóc búa cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau Asian Cup 2023 trách nhiệm và áp lực rõ ràng rất lớn bởi ai cũng hiểu bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng cho mục tiêu đi tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhất là Asian Cup 2023 vừa trải qua kết quả thất vọng nhất. Madame Pang hân hoan sau khi Việt Nam toàn thua ở Asian Cup 2023, Thái Lan là số 1 Đông Nam Á. Nữ tỷ phú Madame Pang đã chia sẻ một bảng xếp hạng chưa chính thức về việc Thái Lan vượt Việt Nam. Cụ thể, tuyển Thái Lan dự kiến vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA và lấy ngôi số 1 Đông Nam Á sau hơn 2.000 ngày. Việt Nam bị trừ thêm 11,32 điểm vì thua Iraq 2-3. Thầy cho huấn luyện viên Chelsea bị trừ đến 41,06 điểm nên rốt từ hạng 94 xuống 105 FIFA. So với Việt Nam, Thái Lan đã được cộng đến 22,83 điểm và leo lên hạng 102. Thái Lan có thể cải thiện thứ hạng và vào top 100 thế giới nếu không thua Ả Rập Xê Út. Tại Asian Cup 2023, Thái Lan đang có 4 điểm sau 2 trận đấu và chắc chắn đi tiếp vào vòng đấu loại. Thái Lan thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Masatada Ishi, người chỉ có hơn 1 tháng được bổ nhiệm thay huấn luyện viên Poking. Thái Lan tạm vượt mặt Việt Nam để trở thành số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, đây là bảng xếp hạng chưa chính thức. Nhưng chúng ta đã chắc chắn có mặt ở vòng đấu loại sau 2 trận đấu ấn tượng. Chúng ta sẽ không dừng lại. Madame Pang chia sẻ trên trang cá nhân như vậy. Niềm vui của Madam Pang là có thể hiểu được. Thái Lan phải đứng dưới Việt Nam liên tục kể từ thời huấn luyện viên Park Hang Seo. Việt Nam có hơn 2.000 ngày đứng đầu Đông Nam Á và 1.885 ngày trong top 100 thế giới. Thái Lan có tổng cộng đến 6 năm, 5 tháng đứng dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Cần nhắc, thứ hạng FIFA có ý nghĩa rất quan trọng với Việt Nam, Thái Lan trong việc xếp loại hạt giống. Trường hợp có hạng thấp thì Việt Nam phải rơi vào nhóm 3 4. Có nghĩa Việt Nam phải gặp nhiều đội mạnh thuộc nhóm 1 và 2. Tân huấn luyện viên Masatada Ishii được Madame Pang khen ngợi là ông chịu nhiều áp lực khi lên thay huấn luyện viên Poking. Thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2023 rất ngắn. Tuy nhiên huấn luyện viên Masatada Ishii chỉ cần một tháng để giúp tuyển Việt Nam lột xác và khó lường với đội đá thực dụng. Cái hay của huấn luyện viên Masatada Ishii là tôn trọng nền tảng có sẵn của huấn luyện viên Poking và chọn những cầu thủ giỏi nhất dự Asian Cup. 2023. Thái Lan có tuổi trung bình là 26,8 tuổi, già thứ ba ở Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Masatada Ishi lựa chọn lối chơi biết người biết ta, không áp đặt lối chơi tấn công vì hiểu trình độ cầu thủ Thái Lan chưa thể đá kiểm soát trước các đội mạnh ở châu Á. Sai lầm từ cầu thủ trẻ phá hỏng Asian Cup của tuyển Việt Nam. Sau Thanh Bình là Văn Khang, sau Indonesia là Iraq – Sai lầm của những cầu thủ trẻ đã đánh sập tham vọng của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023. Thất bại 2-3 trước Iraq không phải lần đầu tiên đội tuyển của huấn luyện viên Philippe Troussier thua vì sai lầm của các cầu thủ trẻ. Trận trước tuyển Việt Nam cũng thua Indonesia sau quả phạt đền tai hại từ Nguyễn Thành Bình. Trước đó nữa, ở vòng loại World Cup cũng với Iraq, tuyển Việt Nam thua vì lỗi trực tiếp của Phan Tuấn Tài. Sai lầm liên tiếp từ các tài năng trẻ cho thấy đường hướng xây dựng tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Chelsea thực sự có vấn đề. Những vấn đề ấy đã được thể hiện ngay đầu trận Việt Nam Iraq vừa qua. Trước một đối thủ không còn động lực, tung đội hình B và chỉ thi đấu cầm chừng, tuyển Việt Nam với lực lượng mạnh nhất vẫn lép vế hoàn toàn và phải nhường thế trận cho đối thủ. Tỷ lệ cầm bóng trong thời gian đầu trận luôn là 6, 4 nhưng về phía Iraq. Các thông số về truyền bóng, dứt điểm, số đợt tấn công cũng phản ánh điều tương tự. Bàn thắng của Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 42 là cú giữ điểm đầu tiên của tuyển Việt Nam trong trận. Pha lập công ấy rất đẹp nhưng tuyển Việt Nam lẽ ra phải làm tốt hơn thế. Hiệp một rõ ràng chỉ làm hài lòng tuyển Việt Nam ở khía cạnh tỷ số, chứ về mặt thế trận đó không thể là thành công. Sau bàn mở tỷ số, đúng lúc chúng ta kỳ vọng vào một Việt Nam khởi sắc hơn thì Khuất Văn Khang nhận thẻ đỏ. Tấm thẻ của tiền vệ thuộc câu lạc bộ Viettel đã thổi bay hết những nỗ lực trước đó của đồng đội thổi bay cả pha kiến tạo của anh trong bàn mở tỷ số, đồng thời đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó trong 45 phút còn lại. Đó là tấm thẻ phạt rất khó hiểu khi tình huống bóng không có gì nguy hiểm, Văn Khang cũng không ở gần khung thành đối thủ và chẳng cần một pha vào bóng quyết liệt tới vậy. Đó đã là thẻ đỏ thứ hai liên tiếp của tuyển Việt Nam, trước đó là Lê Phạm Thành Long ở trận Indonesia. Cả hai đều tới từ những cầu thủ hoặc trẻ hoặc non kinh nghiệm cấp đội tuyển. Các thẻ phạt này đều đến rất nhanh theo những cách không đáng có. Văn Khang nhận hai thẻ chỉ trong hiệp 1, Thành Long nhận hai thẻ chỉ trong 10 phút. Tính tới hết ngày 24 tháng 1, Asian Cup chứng kiến 6 thẻ đỏ thì tới hai thẻ thuộc về tuyển Việt Nam, một tỷ lệ quá cao. Chỉ còn 10 người trên sân trước đối thủ mạnh, tuyển Việt Nam thua ngược là điều khó tránh. Và cũng giống như pha phạm lỗi của Văn Khang, ba bàn thua đều có lỗi từ những tài năng mới được ông Châu Sia trọng dụng ở tuyển. Hai bàn đầu, Lê Ngọc Bảo không kèm được người để cầu thủ Iraq thoải mái bật cao đánh đầu bàn cuối, võ minh trọng phạm lỗi trong vùng cấm, giúp Iraq ấn định tỷ số 3-2. Đó cũng là sai lầm trực tiếp tước mất một điểm duy nhất của tuyển Việt Nam ở Asian Cup. Tính cả trận vòng loại World Cup hồi tháng 11 năm ngoái, tuyển Việt Nam thua 3 bàn trước Iraq thì đều từ các pha bóng bổng. Nhưng huấn luyện viên Châu và ban huấn luyện vẫn không có phương án khắc chế đối thủ, vẫn để họ tự do triển khai tấn công và vẫn thua theo những cách giống hệt nhau. Việc cầu thủ trẻ liên tiếp mắc sai lầm cũng đặt dấu hỏi lớn về khả năng dùng người của ông Chelsea. Trẻ hóa luôn là điều được khuyến khích, nhưng nó phải là một chiến lược hợp lý, được thực hiện bài bản theo từng bước, đo đếm kết quả trước khi triển khai giai đoạn tiếp theo. Trẻ hóa cũng cần có những nền tảng nhất định như chất lượng cầu thủ, trải nghiệm của họ và luôn phải có sự kết hợp từ kinh nghiệm của những cựu binh. Trẻ hóa không có nghĩa là anh nhìn thấy tiềm năng của một nhóm cầu thủ, anh lập tức trao họ niềm tin, ném họ vào những trận đấu có tính cạnh tranh khốc liệt nhất. Khi ấy, trẻ hóa sẽ trở nên phản tác dụng, vừa mang tới thất bại, vừa làm thui chột sự tự tin và đà tiến bộ của chính những cầu thủ ấy. Đó là còn chưa nói tới nguy cơ mâu thuẫn trong lòng đội tuyển khi các cựu binh buộc phải lùi lại phía sau. Thất bại của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 cho thấy chiến lược của huấn luyện viên Chelsea cần có những sự điều chỉnh. Sai lầm của cầu thủ trẻ có trách nhiệm trực tiếp từ người thầy tất cả đã dẫn tới asian cup tệ nhất trong lịch sử tuyển việt nam